King Series, chuỗi chương trình khắc họa hành trình của các đội tuyển để trở thành nhà vua của PUBG Mobile Việt Nam. PNPL mùa 2 chứng kiến sự vươn lên mạnh mẽ của các tuyển thủ trẻ, những người đang cố gắng hướng đến đỉnh cao, hiện thực hóa giấc mơ của chính mình. Dõi theo từng bước chân đó tại King Series, trở thành nhà vua. Chào mừng các bạn đến với Kẻ Đảo Chính, chương trình giới thiệu tuyển thủ xuất sắc nhất mỗi tuần thi đấu tại PNPL Việt Nam mùa 2. Kẻ đang dẫn đầu trong cuộc chiến lật đổ nhà vua. Giờ hãy cùng đến với tuần thi đấu đầu tiên với cái tên Soas tới từ Talenti. Soas là tuyển thủ mới duy nhất trong đội hình của Talenti mang đến PNPL 2 sau thành công tại mùa giải trước, sát cánh cùng 3 thành viên cũ gạo cội và đầy kinh nghiệm thi đấu. Trang bị yêu thích của Soas là Groza và Beryl M762, hai khẩu súng cận chiến cực mạnh, vô cùng hợp với vai trò tanker. Đây có lẽ là lý do cho thành tích 52 kill, 11.063 sát thương, nhiều nhất của tuần 1 của tuyển thủ này. Với phong cách bắn cận chiến nhiều, Soas tỏ ra không mấy thích thú với việc ném các thứ khi các thông số về lựu đạn của anh không được ấn tượng như xài súng. Khả năng xử lý của chàng trai đến từ Cần Thơ này cũng vô cùng tinh tế, cũng đứng đầu danh sách về số lần headshot đối thủ với con số 14. Soas cũng thể hiện sức trẻ của tuổi 18, cả trong game lẫn ngoài đời khi là người chạy bộ nhiều thứ hai trong tuần 1, chỉ thua kém người đồng đội Luca ở vai trò scout. Theo chia sẻ của cá nhân anh, dù thi đấu rất máu lửa trong game, không dễ dàng từ bỏ, nhưng ngoài đời Soas lại khá hiền lành và rất chiều bạn gái. Với màn trình diễn trong tuần 1, Soas là ngôi sao mới nổi của PNPL Việt Nam mùa 2, một tài năng trẻ đang trên con đường tỏa sáng, là con bài tẩy của Talenti trong hành trình lật đổ nhà vua năm nay. Giải đấu PUBG Mobile Pro League Season 2 sẽ chính thức khởi tranh từ ngày 1 tháng 9 đến 20 tháng 9 trên các kênh sóng của PUBG Mobile Việt Nam. Với sự góp mặt của các đội tuyển chuyên nghiệp hàng đầu Việt Nam, hãy đồng hành cùng chúng tôi để tìm ra tân vương cho chiếc cúp vô địch PNPL Season 2 các bạn nhé! Muốn trở thành nhà vua, bạn phải đánh bại nhà vua! Hãy nhấn like ngay fanpage PUBG Mobile Esports Việt Nam và chọn thông báo để có cơ hội nhận các phần quà miễn phí cũng như cập nhật những thông tin mới nhất về các giải đấu thể thao điện tử đỉnh cao!